Ngày 1 tháng 2 vừa qua, một cuộc hội thảo với chủ đề Phương thức để tăng nhanh sự phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam đã được diễn ra tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ do BPSOS tổ chức với sự hợp tác của Freedom House và National Endowment for Democracy. Một trong những tham dự viên của cuộc hội thảo này là anh Nguyễn Văn Thống. Vâng, xin kính chào quý vị. Ngày hôm qua, Thống rất vui được tham gia một cái cuộc hội thảo trong khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ với chủ đề thách thức và cơ hội đối với các sự phát triển của xã hội dân sự tại Việt Nam, với sự tham gia của các dân biểu, các đại diện của các tổ chức nhân quyền, cũng như một số khách khách mời quan tâm đến sự phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam. Thống có trình bày trước cuộc hội thảo về ba vấn đề. Thứ nhất là việc giáo xứ Đông Yên đang bị bách hại bởi nhà cầm quyền huyện Kỳ Anh muốn di dời một xứ đảo có truyền thống 100 năm lịch sử lên một vùng đất miền núi. Founded in the 1930, Đông Yên Parish developed a special culture to adapt to a spiritual value of the people living around the court. People have been fishermen for centuries. In 2012, the government of Kỳ Anh District ordered the relocation of the entire parish to a remote mountainous area. Thứ hai, đó là giáo xứ Đông Yên đang chịu thảm họa môi trường do công ty Formosa gây nên. In early April 2016, an enormous amount of toxic waste dumped into the sea by a Taiwanese-owned steel plant contaminated some 200 kilometers of Vietnam coastline, located only 1 kilometer from the steel plant. Đông Yên Parish suffers the full impact of this environmental disaster. There were tons of debris washing ashore through four provinces. It affected the livelihood of not only fishermen, but millions of the residents in the region. A person died, but the government did nothing to help. Và thứ ba là Thống kêu gọi phía Hoa Kỳ cũng như các tổ chức quốc tế và mọi người quan tâm và hỗ trợ để cứu giáo xứ Đông Yên. I have been applying successfully the model that Condo Parish used to save itself from extinction. Immediately, PPSOS worked with the group of Đông Yên Parish and me in launching a Save Đông Yên campaign in December 2016. This campaign includes building their internal power, connecting with other communities in Vietnam, and launching a campaign for international support. Cảm giác của Thống sau khi tham gia cái buổi hội thảo ngày hôm qua thì như thế nào? Thống rất là hạnh phúc vì được đưa những tiếng nói của những người dân của giáo xứ Đông Yên đến trước các vị đại diện của phía Hoa Kỳ cũng như các tổ chức nhân quyền. Thống cảm thấy rằng là tiếng nói của giáo xứ Đông Yên lâu nay không được mọi người biết đến thì nay không chỉ được dư luận quan tâm nhưng được phía bên chính phủ Hoa Kỳ cũng như đại diện của các tổ chức nhân quyền như Freedom House, rồi Ủy hội Tự do Tôn giáo của Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm. Đặc biệt là Thống nhớ đến lời chia sẻ của dân biểu Lauren Thor, ông có nhấn mạnh rằng Commit myself in the 115th Congress to continuing to work for human rights, freedoms, and to push the Vietnamese government to join the world's nations to really provide the religious freedoms, the democracy, and the right to assemble and to dissent. Thống có còn lời gì muốn nhắn nhủ với đến mọi người hay không? Vâng, trong chiến dịch cứu Đông Yên hiện nay rất cần sự hỗ trợ của rất nhiều người, đặc biệt những ai quan tâm đến sự trường tồn của xứ đảo Đông Yên. Xin mỗi người chung tay trong chiến dịch cứu Đông Yên.
Nhân đây, Thống cũng muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, PPSOS, vì đã chọn giáo xứ Đông Yên là một trong những sứ đạo đại diện cho sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam để trình bày trước Quốc hội Hoa Kỳ. Cuối cùng, Thống cầu chúc tất cả quý vị và gia đình năm mới bình an, mạnh khỏe và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.